Trong thế giới tội ác, những vụ giết người rồi phân xác phi tang luôn là những câu chuyện kinh hoàng nhất, chứa đựng sự dã man và sự tàn nhẫn khó tin của những kẻ thủ ác. Hình ảnh những mảnh đời bị xé nát, những linh hồn bị cướp đi một cách tàn nhẫn không chỉ khiến cộng đồng bàng hoàng, phẫn nộ, mà còn để lại những vết thương sâu sắc trong lòng dư luận. Không thể chối từ, mỗi vụ án mở ra một góc khuất tăm tối của xã hội, nơi những hành vi vượt xa giới hạn của sự man rợ và tàn bạo. Những kẻ thủ ác phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất, thường là án tử hình hoặc chung thân, một sự kết thúc tất yếu cho những hành động không thể tha thứ. Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nghi án nam bác sĩ sát hại một phụ nữ rồi phân xác phi tang ở Đồng Nai. Ngày 27 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, nghi can thực hiện vụ án là GS, 36 tuổi, là bác sĩ ngoại khoa, đang làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân là một nữ nhân viên y tế. Trước đó vào ngày 16 tháng 4 năm 2024, người phụ nữ đến cơ quan công an trình báo chị này đã mất tích 3 ngày trước sau khi đưa con đi học tại một trường học ở thành phố Biên Hòa. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an vào cuộc điều tra, rà soát, xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm. Qua điều tra, cơ quan xác định nghi can có liên quan đến việc mất tích của nạn nhân nói trên là GS nên triệu tập để làm việc. Thông tin ban đầu, hung thủ khai đã sát hại nạn nhân do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã phân xác để phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội. Bác sĩ lạnh lùng phân xác người tình mặc dù biết nạn nhân đang mang thai. Vụ án phân xác người tình ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai đang gây bão dư luận. Nó gợi nhớ đến những vụ giết người phân xác man rợ cách đây không lâu ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, khiến nhiều người không khỏi sởn gai ốc. Câu chuyện bắt đầu khi một mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa Sơn và chị Trương Thị Bích Ngọc, một người phụ nữ đã có gia đình, bước vào giai đoạn căng thẳng. Chị Ngọc thông báo cho Sơn rằng mình đang mang thai và đứa trẻ là của anh. Điều này làm dấy lên một loạt mâu thuẫn bởi Sơn lo sợ sự việc sẽ ảnh hưởng đến danh dự và sự nghiệp của cả hai. Trong tâm trạng hoảng sợ và tuyệt vọng, Sơn đã lên kế hoạch một hành động đáng sợ để giải quyết vấn đề. Ngày 13 tháng 4, tại phòng trực của mình trong bệnh viện, Sơn đã tiếp đón chị Ngọc, người đến để bàn bạc về tình hình. Trong lúc đó, khi chị Ngọc than mệt, Sơn đã đề xuất trị nước để giúp cô lấy lại sức khỏe. Tuy nhiên, hành động này chỉ là màn che đậy cho ý đồ đen tối. Sơn đã cố ý bơm một liều lượng lớn thuốc an thần vào bình truyền, gấp nhiều lần liều lượng cho phép, với mục đích khiến chị Ngọc tử vong. Sau khi chứng kiến cái chết của người tình, Sơn đã lạnh lùng tiến hành phân xác thi thể để che giấu tội ác của mình. Nói về nghi can trong vụ án giết người và tội xâm phạm thi thể xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bác sĩ Danh Sơn hiện đang công tác tại đơn vị này. Ông cho biết thêm, bác sĩ Sơn được đánh giá là một bác sĩ tốt, chuyên môn cao và mọi người bất ngờ trước thông tin về vụ án mạng. Ông Ngô Đức Tuấn cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, ban lãnh đạo bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, làm rõ vụ việc. Sự việc xảy ra vào chiều thứ Bảy, ngày nghỉ và mọi người không biết. Mối quan hệ của nạn nhân với Sơn là quan hệ cá nhân. Nhiều đồng nghiệp của Danh Sơn cho biết, bác sĩ này làm việc ở bệnh viện khoảng 7 năm là người ít nói. Bác sĩ Danh Sơn có vợ cùng công tác tại bệnh viện, riêng nạn nhân không phải là nhân viên của bệnh viện. Ngày 28 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Danh Sơn, sinh năm 1988, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu để điều tra về các tội giết người và xâm phạm thi thể. Danh Sơn là bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và được xác định là nghi can sát hại Trương Thị Bích Ngọc, sinh năm 1987, ngụ thành phố Biên Hòa vào ngày 13 tháng 4, sau đó phân xác nạn nhân nằm phi tang che giấu hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, Danh Sơn khai nhận dù đã có gia đình riêng, nhưng hơn một năm nay đối tượng này có tình cảm với chị Trương Thị Bích Ngọc. Thời gian gần đây giữa hai người hay xảy ra mâu thuẫn, nên ngày 13 tháng 4, khi Danh Sơn đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thì Ngọc lên tiếng để giải quyết mâu thuẫn. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Sơn là nghi can sát hại chị Ngọc và mời lên làm việc. Tuy nhiên, lúc đầu đối tượng này quanh co chối cãi và cho rằng mình không liên quan đến vụ giết người phi tang này. Đến ngày 27 tháng 4, đối tượng đã cúi đầu thú nhận về hành vi giết người dã man của mình.
Sau khi bắt giữ Sơn, công an đã khám xét nơi ở của đối tượng và phát hiện có một khẩu súng dạng rulo cùng 5 viên đạn, nhẫn kim loại màu vàng, nghi là của chị Ngọc. Bác sĩ phân xác, bạn gái bàn giao mổ, là người có chuyên môn cao ở khoa ngoại. Nói về nghi can trong vụ án giết người và tội xâm phạm thi thể xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bác sĩ Danh Sơn hiện đang công tác tại đơn vị này. Ông cho biết thêm bác sĩ Sơn được đánh giá là một bác sĩ tốt, chuyên môn cao và mọi người bất ngờ trước thông tin về vụ án mạng. Ông Ngô Đức Tuấn cho hay, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, ban lãnh đạo bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc. Sự việc xảy ra vào chiều thứ Bảy, ngày nghỉ và mọi người không biết mối quan hệ của nạn nhân với Sơn là quan hệ cá nhân. Nhiều đồng nghiệp của Danh Sơn cho biết bác sĩ này làm việc ở bệnh viện khoảng 7 năm là người ít nói. Bác sĩ Danh Sơn có vợ cùng công tác tại bệnh viện, riêng nạn nhân không phải là nhân viên của bệnh viện. Ngày 28 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Danh Sơn, sinh năm 1988, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, để điều tra về các tội giết người và xâm phạm thi thể. Danh Sơn là bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và được xác định là nghi can sát hại chị Trương Thị Bích Ngọc, sinh năm 1987, ngụ thành phố Biên Hòa, vào ngày 13 tháng 4. Sau đó, phân xác nạn nhân nhằm phi tang che giấu hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, Danh Sơn khai nhận dù đã có gia đình riêng, nhưng hơn một năm nay đối tượng này có tình cảm với chị Trương Thị Bích Ngọc. Thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, nên ngày 13 tháng 4, khi Danh Sơn đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thì chị Ngọc lên gặp để giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy chị Ngọc có biểu hiện mệt, Sơn đã truyền nước cho chị tại phòng trực của mình. Tuy nhiên, trong quá trình truyền nước, Sơn đã bơm thêm thuốc an thần vào lọ dung dịch truyền cấp nhiều lần, cho phép khiến nạn nhân tử vong. Thấy chị Ngọc tử vong, Sơn đã phân xác thi thể nạn nhân rồi đem đi phi tang tại một khu vực thuộc khu công nghiệp Biên Hòa và ở khu rừng hoang vắng thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu nhằm che giấu hành vi giết người. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Sơn là nghi can sát hại chị Ngọc và mời lên làm việc. Tuy nhiên lúc đầu đối tượng này quanh co chối cãi và cho rằng mình không liên quan đến vụ giết người phi tang này. Đến ngày 27 tháng 4, đối tượng đã cúi đầu thú nhận về hành vi giết người dã man của mình. Sau khi bắt giữ Sơn, công an đã khám xét nơi ở của đối tượng và phát hiện có một khẩu súng dạng rulo cùng 5 viên đạn, nhẫn kim loại màu vàng, nghi là của chị Ngọc. Cô gái xấu số mất tích bí ẩn tại thành phố Hồ Chí Minh và không thể trở về. Vào chiều 8 tháng 2, 29 Tết, khi đó chị Vi Thị Tê, 25 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại thành phố Thủ Đức, nhắn tin với người nhà rằng chị sẽ về quê đón Tết nhưng sau đó chị đã mất tích một cách bí ẩn. Đến ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết, công an thành phố Thủ Đức vào cuộc xác minh, điều tra tin báo về việc chị Tê mất tích nhiều ngày. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, cư trú tại phòng trọ số 14, nhà số 103/18, đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, là đối tượng có nhiều nghi vấn. Sau 24 giờ truy xét, cơ quan điều tra làm rõ, khoảng 15 giờ chiều ngày 8 tháng 2, sau khi dẫn dụ chị Tê qua phòng trọ của mình, nhờ chị Tê phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản của chị Tê. Khi thú tính trong người nổi lên, Khoa đã ra tay sát hại chị Tê và còn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân. Đồng thời, chiếm đoạt một lắc tay và một nhẫn trên người, hai cái nhẫn vàng và một sợi dây chuyền, một đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị Tê. Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa dùng hung khí phân xác nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường, nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức thuộc phường Tăng Nhân Phú A thành phố Thủ Đức. Nghi phạm sát hại cô gái ở Thủ Đức khai gì tại cơ quan công an? Trong buổi họp báo vào chiều ngày 14 tháng 2, Đại tá Trần Thị Kim Lý, người đứng đầu văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng việc công bố những tình tiết mới nhất và đầy rùng rợn trong vụ án mạng đau lòng xảy ra ngay trước thềm Tết Nguyên Đán khiến cả thành phố không khỏi bàng hoàng. Nạn nhân, chị Vi Thị Tê, tên viết tắt, là một phụ nữ trẻ tuổi, 25 tuổi đến từ Đồng Nai, đã phải bỏ mạng trong tay Nguyễn Đăng Khoa, cùng tuổi, quê quán tại Tiền Giang. Cả hai từng là hàng xóm trong một dãy nhà trọ ẩn mình sau con hẻm Quang Trung, thành phố Thủ Đức vào hồi 15 giờ ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết, dưới vỏ bọc của sự giúp đỡ, Khoa đã lừa chị Thống vào phòng trọ, sau đó khóa trái cửa và dùng dao khống chế nạn nhân với ý đồ cướp của.
Vụ án diễn biến theo chiều hướng đặc biệt, trong khi Khoa không chỉ sử dụng vũ lực để tước đoạt mạng sống của chị Thống bằng những nhát dao oan nghiệt, mà còn thực hiện hành vi đồi bại với thi thể nạn nhân. Hắn cướp đi những vật giá trị như lắc tay, vàng, nhẫn, dây chuyền và bông tai vàng, cùng với 3 triệu đồng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận phẫn nộ và ám ảnh nhất chính là bước tiếp theo trong kế hoạch tội ác của Khoa. Để xóa bỏ mọi dấu vết, hắn đã mang rợ chia cắt thi thể chị Thống thành nhiều mảnh, nhét vào túi ni lông đen và phi tang tại một khu vực hoang vu, rậm rạp, gần khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng truy lùng và bắt giữ được Nguyễn Đăng Khoa khi y đang cố thủ tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Việc bắt giữ diễn ra một cách nhanh chóng, thể hiện quyết tâm cao độ của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự và công lý cho nạn nhân. Ngày 14 tháng 2, quyết định khởi tố bị can đã được phát hành, đánh dấu bước khởi đầu của quá trình pháp luật nghiêm minh xử lý Nguyễn Đăng Khoa về tội danh cướp tài sản, giết người và hiếp dâm. Trong bóng tối của tội ác, sự kiên định và nỗ lực của công an thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mang lại công bằng mà còn là lời tri ân sâu sắc tới nỗi đau của gia đình nạn nhân. Lạnh người với vụ phân xác á khôi ở Hà Nội. Trước những vụ án trên, một vụ án giết người phân xác cũng đã khiến dư luận xôn xao trong thời gian dài xảy ra ở địa bàn Hà Nội. Vào giữa tháng 10 năm 2023, Hà Nội chứng kiến một vụ án mạng nghiêm trọng gây chấn động dư luận khi một á khôi của một cuộc thi sắc đẹp bị sát hại và phân xác, sau đó bị phi tang xuống sông Hồng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiết lộ thông tin về nghi phạm chính trong vụ án là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Khanh được mô tả đã chuẩn bị một cách tỉ mỉ cho việc gây án và sau đó là bỏ trốn để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do nợ nần, quan hệ giữa nghi phạm và á khôi HIN tên viết tắt là rất thân thiết. Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 16 tháng 10 năm 2023, chi tiết về quá trình gây án được Khanh lên kế hoạch cẩn thận, bao gồm việc đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh tại căn hộ của hắn ở khu chung cư Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội, và thực hiện hành động tàn độc là phân xác nạn nhân thành 4 phần. Khanh sau đó đặt các phần thân thể vào một thùng xốp màu trắng, dùng băng dính kín miệng thùng để tránh sự chú ý khi di chuyển. Kế hoạch phi tang xác nạn nhân của Khanh bao gồm việc thuê một taxi chở mình vào thùng xốp chứa phần thi thể, tìm địa điểm thích hợp để phi tang. Địa điểm được chọn là miếu bàn thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Khanh đã nhờ tài xế taxi giúp đưa thùng xốp xuống từ cốp xe và sau đó tự mình bê thùng xuống bờ sông Hồng để phi tang. Hắn chia nhỏ thi thể, vứt một phần xuống sông và chôn một phần khác bên bờ. Để làm lạc hướng điều tra, Khanh đã cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến nạn nhân sau khi đã phi tang xác thành công. Hắn vứt bỏ điện thoại, giấu túi xách và dép của nạn nhân ở một nhà trọ tại xã Bát Tràng. Cơ quan điều tra sau đó đã tìm thấy các vật dụng này. Hành vi của Khanh cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng khi hắn thậm chí quay lại hiện trường để kiểm tra và sau đó phủ xi măng lên những mảnh thi thể mình đã chôn nhằm ngăn chặn mọi khả năng bại lộ. Khi thông tin về việc phát hiện mảnh thi thể không nguyên vẹn được báo chí đăng tải, Khanh bắt đầu hành trình trốn chạy. Hắn di chuyển từ chung cư ở Gia Lâm đến bến xe nước ngầm và từ đó trốn về quê ở huyện Kiến Sương, Thái Bình. Lãnh đạo xã quê hương của nghi phạm sau đó tiết lộ rằng Khanh có thể đã trèo tường vào nhà để tránh sự chú ý. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội, huyện Kiến Sương và tỉnh Thái Bình cuối cùng đã dẫn đến việc bắt giữ Khanh. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai buộc nghi phạm phải đối mặt với pháp luật. Có một điều khó lý giải, đó là khoảnh khắc ra tay sát hại á khôi, nghi phạm Tạ Duy Khanh máu lạnh là thế. Song trong suốt hành trình 34 giờ trốn chạy tội ác, Khanh đã có diễn biến tâm lý vô cùng bất ổn, thậm chí là hoảng loạn trước nguy cơ tội ác bị phơi bày. Lời khai nghi phạm phân xác phi tang á khôi ở Hà Nội. Liên quan đến vụ án giết người gây rúng động dư luận xảy ra tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, vào chiều 16 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu của vụ án. Theo đó, đại diện Công an Hà Nội cho biết, hồi 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2023, Tổng đài 113 Công an thành phố tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực Miếu Bản, địa phận thôn 2, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
sau khi ghi nhận được thông tin xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gia Lâm tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã rà soát, mở rộng hiện trường, thu giữ được các bộ phận thi thể người đã bị phân thành nhiều mảnh. Theo Công an thành phố Hà Nội, nạn nhân là chị HIN tên viết tắt, sinh năm 2004, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Theo lời khai của nghi phạm, Tại Duy Khanh, sinh năm 1985, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 10 tháng 10 năm 2023, hắn hẹn chị N đến nhà. Khi vào phòng khách, Khanh và chị N xảy ra mâu thuẫn nên Khanh tấn công vào vùng ngực. Chị N khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó Khanh đã thực hiện hành vi man rợ với chị N là phân xác. Theo lời của nghi phạm thì sau khi thực hiện hành vi xong, hắn gọi điện đến tổng đài hãng taxi Long Biên và thuê một chiếc xe taxi Long Biên do anh LNT, tên viết tắt lái xe taxi Long Biên, chở Khanh mang theo thùng xốp, bên trong đựng thi thể, đi đến miếu bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực miếu bản làng Giang Cao thì Khanh bảo anh Thạch dừng xe và nhờ anh Thạch bê giúp thùng xốp xuống xe, đẩy thùng xốp ở tại bậc lên xuống. Sau khi tê lái xe rời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng xuống sông Hồng để phi tang. Sau đó Khanh vứt một phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông. Sau khi thực hiện xong việc phi tang, Khanh đã liên hệ với anh LNT, quay lại đón Khanh và đưa Khanh về chung cư. Ngay sau khi về đến chung cư, Khanh đã lấy xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 17B7-34263 đi đến cầu Thanh Trì, vứt hai chiếc điện thoại của nạn nhân xuống sông Hồng. Giấu chiếc túi sách, dép của N ở nhà trọ tại thôn 2, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc túi sách, dép trên. Đến chiều ngày 12 tháng 10 năm 2023, do sợ bị phát hiện, Khanh đã đến vị trí gần khu vực ngã tư Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, mua 125.000 đồng tiền xi măng, mang đến khu vực giấu nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên phía trên nơi giấu thi thể. Do khu vực nơi giấu thi thể có đông người qua lại, nên Khanh mang xi măng về nhà. Đến rạng sáng ngày 13 tháng 10 năm 2023, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể nạn nhân và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu. Chiều ngày 13 tháng 10, khi biết được thông tin cơ quan công an đã phát hiện sự việc, Khanh đã đi đến bến xe Giáp Bát, đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Đến khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện bắt giữ Tại Duy Khanh khi đối tượng đang lẫn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ một xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 17B7-34263 tại hầm tòa S2-12, khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, một chiếc túi sách, một đôi dép của chị Nhi. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 14 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội giết người. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi, động cơ, mục đích và các hành vi phạm tội khác nếu có của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm. Những tình tiết khó tin về Tạ Duy Khanh sau khi phân xác phi tang Á Khôi. Sau khi thực hiện hành vi thủ ác ra tay sát hại người tình, rồi sau đó phân xác mang ra bãi sông Hồng thuộc địa bàn thôn Hai Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để chôn lấp phi tang. Nghi phạm Tạ Duy Khanh được cho là vô cùng hoảng loạn. Khanh không về nhà tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội mà trốn về quê tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Theo người dân xã Hồng Thái, gia đình Khanh vẫn còn một ngôi nhà cũ ở quê không có người ở. Sau khi gây án, nghi phạm đã chạy trốn về quê. Tuy nhiên cũng theo người dân ở đây, do không có chìa khóa, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã bật tường vào trong sân, sau đó phá cửa vào nhà lẫn trốn. Thật khó tin khi lực lượng chức năng xuất hiện, Khanh tỏ ra bấn loạn, bất hợp tác. Quá hoảng loạn, nghi phạm đã chui xuống gầm giường để lẫn trốn lực lượng chức năng. Trên tay lăm lăm con dao bầu đe dọa sẽ tự tử nếu có người tiếp cận. Để đảm bảo tính mạng cho nghi phạm, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội cùng Công an tỉnh Thái Bình vừa khuyên bảo vừa khép chặt vòng vây. Trước tình thế cấp bách, tính toán thời điểm thích hợp,
tổ công tác đã cùng gia đình ập vào khống chế nghi phạm. Tuy nhiên trước đó, trong lúc cùng quẩn, Khanh đã dùng dao tự cứa của mình, nên nghi phạm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu dưới sự giám sát ngặt nghèo của lực lượng công an. Quá trình Khanh dùng dao cứa cổ, do con dao bầu đã cùng nên vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng của nghi phạm Tạ Duy Khanh. Cũng theo người dân xã Hồng Thái, gia đình đã chuyển lên Hà Nội từ lâu, ngôi nhà ở quê không có người ở, Khanh được cho là người tốt tính, không gây chuyện với hàng xóm bao giờ. Vợ Khanh cũng được hàng xóm đánh giá là người hiền lành tốt bụng, bố mẹ Khanh cũng đã chuyển lên Hà Nội sinh sống cùng con cháu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người dân xã Hồng Thái bàng hoàng, không ai nghĩ một người đàn ông có công việc kinh doanh ổn định, gia đình hạnh phúc viên mãn lại làm việc tày trời như vậy, một người dân xã Hồng Thái cho hay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thông tin cơ bản về vụ án giết người phân xác phi tang đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra cũng như lấy lời khai của nghi phạm Tạ Duy Khanh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.